Thưa quý khán giả, năm nay một lần nữa nhóm liên kết yểm trợ dân chủ tại Dallas Fort Worth đã tổ chức một buổi tiệc gây quỹ được gọi là cây mùa xuân dân chủ tại nhà hàng Quốc Hương tại Dallas. Buổi gây quỹ năm nay đông hơn những năm khác, gồm cộng đồng Dallas, cộng đồng Fort Worth, các hội đoàn, đoàn thể, báo chí truyền thanh, truyền hình và đặc biệt có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Tâm là nghị viên San Jose. Nghị viên Nguyễn Tâm cũng đã trao nghị quyết vinh danh cờ vàng và không chấp nhận cờ đỏ tại San Jose. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight last gleaming. Xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi xin đặc biệt mời quý thầy, xin mời quý thầy đến để chúng ta cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an. Thì hôm nay chúng tôi đến đây là để cùng với quý vị đi dự một bữa tiệc gọi là cây quỹ để yểm trợ cho những người ở trong nước đấu tranh và đang bị cộng sản Việt Nam đàn áp và tù tội. Thì chúng ta đến đây ngoài cái phương tiện vật chất ủng hộ, đóng góp để ủng hộ về vật chất để giúp đỡ nâng đỡ cái tinh thần họ, nhưng mà về phương diện tinh thần thì chúng ta cũng hướng về Việt Nam, tâm niệm đây không phải là mặc niệm mà là tâm niệm, mà dành ra một phút để hướng về Việt Nam tùy theo cái tôn giáo của mỗi vị ở hướng về Việt Nam để một cầu nguyện cho họ được một thời gian này. Thì buổi phúc tâm điện bắt đầu. Cảm ơn hai thầy. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh và cảm tạ quý vị, đặc biệt là quý quan khách, quý đại diện hội đoàn, quý vị chức sắc, quý cộng đồng đã đến đây tham dự trong buổi gây quỹ ngày hôm nay. Nhiều người tham dự được mời lên phát biểu ý kiến. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời chị Thu Nga có đôi lời chào mừng đến quý quan khách. Chúng tôi always yểm trợ những phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Thưa quý vị, nói về cái chữ Dậu, năm Dậu là năm con gà, thì chúng ta trong những năm Dậu đó có những cái năm gà mà chúng ta đáng ghi nhớ. Cái năm gà, năm mùa xuân Kỷ Dậu, trận chiến thắng Đống Đa của vua Quang Trung đã để lại cho hậu thế một cái tấm gương sáng ngời khi mà ngài cho quân sĩ ăn Tết sau khi mà chiến thắng đền cái Ngọc Hồi Đống Đa. Rồi cái mùa xuân của năm Ất Dậu là cái nạn đói, mà cái nạn đói này thì do chính Việt Minh là người đã xúi dục và là nguyên nhân của cái nạn đói rất là trầm trọng ở miền Bắc. Nhưng mà sau đó thì chúng chỉ kết tội cho Nhật cũng như là cho Pháp mà thôi. Và bây giờ chúng ta đang đón mùa xuân Đinh Dậu 2017 và chúng ta nhìn về đất nước thì xuân Đinh Dậu có thể có một cái ánh sáng le lói nào đó, nhưng mà chúng ta phải yểm trợ. Nếu mà chúng ta không yểm trợ thì làm sao những người mà đấu tranh dân chủ có tinh thần để mà tiếp tục đấu tranh? Và trong chúng ta cũng biết rằng bây giờ chúng ta không có đánh nhau bằng quân sự, mà chúng ta
có thể là chống lại bạo quyền cộng sản với bất cứ một cái phương tiện nào mà chúng ta có ở trong tay. Cũng như là lời cầu nguyện của các thầy lúc nãy, thì thầy nói rằng với bất cứ một cái tôn giáo nào, tùy theo cái tôn giáo nào mà chúng ta sẽ cầu nguyện, thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta có mỗi một cái phương tiện ở trong tay thì chúng ta sẽ yểm trợ. Đài phát thanh của chúng tôi cũng như là đài truyền hình thì lúc nào cũng yểm trợ. Và quý vị viết nhạc thì quý vị yểm trợ theo cái phần mà chiến tranh chính trị. Và mỗi người trong chúng ta đều có quyền để mà tưới nước cho cái hoa dân chủ sẽ nở. Trước kia chúng ta cũng biết tiền nhân của chúng ta đã có công dựng nước, giữ nước. Và chúng ta có nào là có Phù Đổng Thiên Vương, chúng ta có nào là Hai Bà Trưng, rồi Bà Triệu, rồi chúng ta có Trần Quốc Tuấn, vân vân và vân vân, hay là rất là nhiều. Và chúng ta tự hỏi rằng tại sao bây giờ những người đó không có. Chúng ta nghe trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đã nói rằng đất nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà hào kiệt lúc nào cũng có. Tuy nhiên hào kiệt ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản vừa lóe lên là chúng dập tắt. Và nếu mà chúng ta không có yểm trợ thì những cái đống sáng đó lóe lên rồi dập tắt, cứ dập tắt hoài như vậy. Những cái đống sáng đó là những cái con én. Một con én không mang lại mùa xuân, nhưng mà báo hiệu mùa xuân sắp đến. Vì vậy cho nên chúng ta yểm trợ, và mỗi cái sự yểm trợ của quý vị đó là những cái giọt nước rất là tươi mát, để một ngày hoa dân chủ sẽ nở trên đất nước Việt Nam và bảo tàng cộng sản sẽ không còn nữa. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mời ông Phạm Quang Hậu, Chủ tịch của cộng đồng Dallas, có vài lời phát biểu ngày hôm nay. Cái vấn đề là giúp đỡ cho những người ở Việt Nam mình phải làm cái gì. Thành ra hôm nay tôi cũng nhân dịp này xin trình bày là vì vấn đề nhân quyền của Việt Nam, vì vấn đề sống còn của nhiều người dân ở Việt Nam, nhất là những người ở miền Trung, thì cái sự tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ là cái chuyện đính chính đáng của người Việt Nam và người hải ngoại của chúng ta phải có bổn phận ủng hộ. Là chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay và cũng là vị diễn giả chính, đó là nghị viên luật sư Nguyễn Tâm từ bên San Jose, California. Thì lần này đó là ông đã có công trong cái việc vận động 11 vị nghị viên của San Jose bỏ phiếu, toàn bộ 11 người, không thiếu một người, không có ai bỏ phiếu trống cả, là cấm cờ cộng sản xuất hiện tại cái thành phố của họ là San Jose. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến luật sư Nguyễn Tâm, là nghị viên của San Jose. Hello Dallas. Hello. Cảm ơn quý vị. Hello San Jose. Xin thân hạnh rất là trân trọng kính chào quý vị. Chúng tôi từ California, qua tình thương của quý ban tổ chức, đặc biệt cựu vinh tử của tôi Phan Đình Minh, cho phép tôi qua đây để có vài lời chia sẻ với tất quý vị. Kính thưa quý vị, cái ngày 14 tháng 2 vừa qua tại Việt Nam, tại giáo xứ Sông Ngọc, đã xảy ra một biến cố mà tôi gọi là Valentine Massacre. Nó đánh dấu 42 tuần lễ thành phố sau thì chúng tôi biểu tình liên tục every Saturday, tất cả mọi thứ bảy từ 5 giờ chiều đến trùng hợp với 7 giờ sáng ngày Chủ nhật, khởi sự từ 34/4 năm ngoái. Ngày hôm nay, lúc này chúng ta đang ở đây tại tòa thị chính San Jose, chúng tôi đã biểu tình tuần thứ 43 để yểm trợ cho những cái nỗ lực của đồng bào trong nước. Nhưng mà thưa quý vị, nó nói lên cái sự khắc khoải của chúng ta nơi hải ngoại. Người Việt Nam hay gọi chúng ta có hai cái đối thoại. Một cái đối thoại là chúng ta quan tâm cho quê hương, cho đất nước. Một cái đối thoại khác là cuộc sống thực tế đang rất là vui vẻ tại địa phương. Nhưng tôi muốn nói tích cực hơn là một đối thoại khác mà các nước trẻ đã đứng ra để áp lực các chính quyền, các lực lượng chính trị như anh Quý có nhắc tới, là để trong tương lai người Việt Nam không thể nào ngồi yên chịu đựng các thế lực quốc tế quyết định cho chính quyền đó. Chúng ta thấy cái mục tiêu, nhưng chúng tôi xin đi từng bước nhỏ. Tại quận Cam, thì nước Tạ Đức Trí đã bắt đầu bằng 5 lá phiếu. Vì thế,
ngày 14 tháng Giêng vừa qua đã khởi động một phong trào để chúng ta bước một bước tiến tới nữa, để áp lực chính quyền của địa phương không những là vinh cái lá cờ vào chúng ta mà cấm cái lá cờ đỏ đó, để người dân thì là chúng ta có một giấc ngủ yên, ngày mai thức dậy không thấy lá cờ đỏ ác mộng. Tại sao Francisco mỗi ngày 2 tháng 9 vẫn còn treo lá cờ đó, nhưng tại Westminster và tại sao thế? Với 11 lá phiếu trên không, chúng ta đã thực hiện cái bước đó. Mà hôm nay chúng ta có mặt để ủng hộ cho buổi bánh mùa xuân của quê hương. Và trước khi tôi chấm dứt lời, xin được rất hân hạnh mời ban tổ chức, mời bác Phạm Hậu, mời bác Quý, mời một số quý vị lãnh đạo cộng đồng, mời quý thầy, xin được mời hai thầy, mời niên trưởng Bác Thanh Tuyết và một số người để chúng tôi được xin mời anh Phan Đình Minh giúp tâm để mời một số cái thứ trưởng để xin cùng chúng tôi để xin được rất là trân trọng trao cho quý vị bản nghị quyết. Thưa quý vị, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, thành phố San Jose dưới sự chủ tọa của thị trưởng San Ricardo cùng với toàn thể 10 nghị viên, tức là 11 phiếu, có một bản tuyên dương lập lại lịch sử tị nạn người Việt Nam. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho toàn thể cộng đồng người Việt quốc gia. Và đồng thế nữa, chúng tôi xin hai điều vinh danh lá cờ vàng và chống việc xuất hiện của lá cờ đỏ cộng sản tại tòa thị chính thành phố và các nơi công quyền. Và đây là bản nghị quyết xin được trao cho ông Phạm Hậu, chủ tịch cộng đồng. Xin mời kính mời. Trọng hiếu đại diện cộng đồng Hattaran thì cảm ơn ban tổ chức đã mời cộng đồng tới tham dự buổi tiệc này và chúc cho ban tổ chức của dân chủ này được thành công. Cảm ơn quý vị. Vâng, chúng tôi xin quý vị cho tiến sĩ Mai Thanh Phước một tràng pháo tay. Chúng tôi nhân cái buổi tiệc gây quỹ để yểm trợ cho phong trào dân chủ quốc nội và chúng ta sẽ chuẩn bị cái ngày 5 tháng 3 như thế nào. Thì chúng tôi xin tóm tắt một vài cái khía cạnh về vấn đề Formosa. Từ ngày 6 tháng 4, biển đã bị nhiễm độc. Chúng tôi xin thưa rằng, mặc dầu hải ngoại không nói nhiều về những vấn đề này, nhưng riêng với cá nhân chúng tôi và một số nhà làm khoa học ở Úc, ở Virginia, ở Canada, Montreal, chúng tôi đã tích lũy, đã thu thập những phẩm mẫu nước bổ cá chết từ ngày tháng 6 cho tới tháng 10 và chúng tôi đã có một số kết luận. Và một số kết luận đó, trong một ngày, những ngày gần đây, chúng tôi sẽ lập một buổi hội thảo tại Quốc hội Hoa Kỳ và đúc kết một số hồ sơ để kiện lên ICC. Mặc dầu chúng tôi biết rằng những cái dự kiện đó, những tài liệu đó sẽ không đi đến đâu, nhưng mà sẽ nói lên tiếng nói của người Việt hải ngoại có lưu tâm. Những chất độc được thải ra từ Vũng Áng từ ngày 6 tháng 4 trở đi không phải là những hóa chất được sản xuất từ Vũng Áng, mà là những chất thải của công ty gang thép, của trên 90 công ty gang thép Trung Cộng chở qua Vũng Áng để thải ra biển. Hai cuốn sách Đêm Dày Lấp Lánh của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà đấu tranh trong nước, được bán đấu giá, giúp cho việc gây quỹ rất hào hứng sôi nổi. Cuốn cuối cùng bán với giá 600 đồng và người được cuốn sách là anh Sơn, một người trẻ tuổi tham dự, và anh đã trang trọng tặng lại cho đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM, mong được phổ biến trên làn sóng cho toàn thể thính giả. Và đứng bên cạnh của Thu Nga đây là nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chúng tôi hay gọi anh là nghệ sĩ Phan Đình Minh. Và anh là người đã thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây ở trên làn sóng 1600 AM. Và nếu mà Đài Sài Gòn có hơn 20 năm ở tại Dallas Fort Worth này, thì chương trình của anh Phan Đình Minh Từ Cánh Đồng Mây có cũng ít nhất là cũng phải 15 năm. Tại vì anh bắt đầu từ cái lúc mà chúng tôi còn là cái đài radio nhỏ VON. Vì vậy cho nên hôm nay và thường năm như vậy thì anh đều tổ chức cây mùa xuân dân chủ để giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Thì anh Phan Đình Minh cho biết là cái
Cái đầu tiên đó, cái động lực nào mà anh đứng ra để mà anh tổ chức cái chương trình gọi là Cây Mùa Xuân Dân Chủ, và bắt đầu năm nào và năm này là năm thứ mấy? Cảm ơn chị Thu Nga. Tôi có dịp làm việc như chị Thu Nga vừa mới nói là với đài VN cách đây đã mười mấy năm rồi. Và cho đến bây giờ chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần nào cũng vậy, 52 tuần một năm. Và có lẽ chúng tôi chưa thiếu sót một chương trình nào đối với đài Sài Gòn Dallas cũng như là đài VN ngày xưa. Cũng là bây giờ nữa là được truyền hình đặc biệt đi trên SBTN, chúng tôi cũng không thiếu sót một chương trình nào cả. Thực sự nếu nói về Cây Mùa Xuân Dân Chủ, chúng tôi bắt đầu được khoảng chừng 5 năm khi luật sư Nguyễn Xuân Phước là người bạn rất là thân với tôi cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như với đài Sài Gòn Dallas 1600. Anh đã khởi xướng cái ý này là cách đây 5 năm và yêu cầu tôi là một trong những người và một trong những chương trình có tiếng nói vang đi toàn cầu. Nếu chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như đài Sài Gòn Dallas cũng như tất cả những anh em cùng ngồi lại với nhau làm một cái buổi tiệc cây mùa xuân như vậy thì rất là thành công, và mỗi một năm như vậy những anh em đấu tranh dân chủ trong nước được có một cái cơ hội, có một chút quà từ hải ngoại đổi gửi về. Đối với món quà chúng tôi gửi về thực sự nó không có đáng là bao nhiêu, nhưng với cái lòng của những anh em trong ban tổ chức cũng như tôi ngày xưa luật sư với còn sống hay qua đài Sài Gòn 1600 cũng như đài truyền hình SBN sau này, làm cho anh em trong nước rất là phấn khởi. Chắc chắn là những quý vị ở trong nước rất là thương mến những người đồng hương tại hải ngoại. Với tư cách là đại diện cho ban tổ chức nữa, chị đã cảm ơn tất cả quan khách. Và chúng tôi ước mong là chương trình này sẽ tiếp tục, trời ban cho tôi còn sức khỏe ngày nào. Chắc chắn là chương trình này vẫn còn tiếp tục trên đài Sài Gòn Dallas. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt nói chuyện của tôi và chị Thu Nga ngày hôm nay. Nhưng mà có một cái câu hỏi là không có phải là chờ tới cứ đầu năm như vậy thì có cái cây mùa xuân dân chủ, mà nếu mà những người nào mà có lòng hảo tâm nghĩ đến những người mà đang gian khổ đấu tranh ở Việt Nam muốn yểm trợ thì họ phải làm như thế nào? Tôi nếu chỉ cho phép thì quý vị có thể gửi về địa chỉ của đài Sài Gòn Dallas 1600, và từ đài Sài Gòn Dallas chúng tôi sẽ tổng kết cái số này và có danh sách rất là đúng đắn ở trong nước, và chúng tôi sẽ gửi về cho những người cần sự giúp đỡ của hải ngoại. Tôi chỉ chúng ta. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, và hôm nay trong cái buổi tiệc gây quỹ gọi là Cây Mùa Xuân Dân Chủ để giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, thì quý vị cũng đã xem qua phần phóng sự thì quý vị cũng thấy rằng có một người ở rất là xa, đó là nghị viên Nguyễn Tâm của San Jose. Thì hôm nay thưa luật sư Nguyễn Tâm, thì là khi mà ông đến đây mà ông dự cái buổi mà gây quỹ cho những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, thì cái cảm tưởng đầu tiên của ông khi mà nói đến cái chữ mà những nhà đấu tranh dân chủ thì ông nghĩ như thế nào? Tôi rất là làm xúc động và hân hạnh được qua đây đi cùng với gia đình đồng bào của Dallas. Tại vì tuy chúng ta bốn phương nhưng tha phương ngộ cố tri và luôn luôn thương nhớ tới người ở quê nhà. Tôi biết là người ở quê nhà trong cái sự đấu tranh cô đơn của họ đó, họ nghĩ tới sự yểm trợ chúng ta, dù cho tượng trưng quá là ấm lòng, vì trong những đêm tối đó chỉ còn một chút hơi ấm ánh sáng thôi. Vì thế mà tôi từ xa về đây được mà quý vị mời qua là một cái vinh dự lớn cho tôi, và tôi rất xúc động thấy có nhiều sự đóng góp của tất cả mọi người, tất cả quý vị đồng hương. Tôi ước mong rằng cái sự yểm trợ này sẽ giúp cho các anh chị trong vững lòng trước cái khó khăn, để tôi hy vọng với cái thay đổi mới của chính quyền và ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ thay đổi yểm trợ chúng ta có tinh thần hơn. Tôi ước mong ngày kia hàng cùng nhau, tất cả anh em cùng nhà được tự do dân chủ, cùng đoàn tụ trên quê hương tự do và dân chủ thật sự. Dạ vâng, về cái nghị quyết mà cái cờ đỏ mà không có được treo ở bên California thì có một cái sự mà hình như là hiểu lầm hay là có một cái sự gì đó nó hơi lấn cấn một chút xíu, thì luật sư có thể là giải thích. Thưa, khởi sự tất cả cái nỗ lực của Westminster, và chúng tôi muốn yểm trợ, cái quan trọng là thế này, ở San Francisco chúng ta chưa được như thế, và hàng năm có treo cờ cộng sản. Bây giờ cái việc mà treo cờ tại tòa thị chính bảo đảm tại San Jose, cái nghị quyết 3.8 đưa ra để không hề được, để người dân yên tâm có một giấc ngủ ngon và sáng mai với thầy để thức dậy thì sẽ không bao giờ thấy lá cờ cộng sản treo tại tòa thị chính như tại treo San Francisco thế. Vì vậy cái mục đích chính là chúng ta có một cái thông điệp
là nhận được 11/0 toàn bộ thành phố chính trị, thành phố thứ 10 nước Mỹ đứng chung về phía chính nghĩa quốc gia. Vì thế những cái tiểu tiết không quan trọng cho bằng cái đại lượng là chúng ta được một chiến thắng lịch sử chính trị, để từ nay người tị nạn cộng sản từ Việt Nam tại San Jose, tại Cali, tại Westminster và các nơi, chúng ta có nghị quyết cấm người cộng sản. Dạ vâng, và mùa xuân là mùa hy vọng, thì với nghị viên tức là ở trong dòng chính của Hoa Kỳ của chúng ta đang sinh sống ở đây, thì nếu mà nhìn về Việt Nam bây giờ thì luật sư Tâm trong năm mới thì có một cái ước vọng gì và nghĩ rằng nó sẽ xảy ra như thế nào, và tại sao ông nghĩ ra như thế đó tốt cho đất nước Việt Nam? Thưa đúng thế, như quý vị thấy như vừa rồi ngay tại làng Sông Ngọc là đầu tiên 1.000 người dân đứng ra cùng với một số người lãnh đạo tinh thần để đấu tranh cho tiếng nói, và trong tương lai sẽ đi cái sự thật của Formosa sẽ được phơi bày để thấy rằng là cái sự nguy hiểm ác độc đã xảy ra không phải chỉ một cái công ty mà là một cái tập đoàn, một cái âm mưu được lộ tẩy. Vì thế cái mùa xuân này tôi nghĩ rằng đã tới lúc mà chúng ta sẽ có hy vọng mới, giống như mùa xuân ở Praha, mùa xuân tại Việt Nam. Tôi nghĩ là trong tương lai không gần không xa đâu sẽ có một mùa xuân mới tươi sáng tại Việt Nam với sự em trợ tất cả mọi người như chúng ta đang làm ngày hôm nay. Dạ vâng, nhưng mà nếu mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục bao che cho Formosa và chứng cớ rằng họ đã trả 506 cái đơn của những người dân đi kiện, thì là luật sư Tâm có nghĩ rằng mình có hy vọng gì hay không, hay là cũng con kiến mà kiện củ khoai? Thưa điều đó rất là khó, vì thế tôi đã có thư và trình bày chính phủ Hoa Kỳ sắp sửa thay đường lối ngoại giao và ông đại sứ mới. Chúng tôi yêu vọng rằng sẽ có áp lực chính sách từ việc thay đổi và sẽ có tân đại sứ mạnh mẽ hơn để thực thi chính sách ngoại giao cứng rắn của Hoa Kỳ và đấu tranh cho nhân quyền, sự thật và sự trong sáng, transparency tại Việt Nam. Vì thế tôi hy vọng đây đúng mùa xuân mới, Việt Nam sẽ có ngày tươi sáng hơn. Cảm ơn luật sư Tâm rất là nhiều. Có phần văn nghệ phù diễn trong buổi gây quỹ.